Thưa quý vị, sau thời gian dài nghỉ Tết và học qua môi trường Internet, sáng qua, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của tỉnh đã đến trường học trực tiếp. Đây là điều mong đợi của hầu hết học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ngay từ sáng sớm, tại điểm trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, học sinh đã đến trường với tâm trạng phấn khởi, hân hoan và tự tin. Bởi vì đây là niềm mong đợi trong suốt học kỳ 1 của năm học này, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo trong công tác phòng chống dịch để đón các em. Nhà trường cho làm vệ sinh khuôn khuẩn các phòng học, bố trí các chỗ sát khuẩn rửa tay, xà phòng. Trên các lớp học thì làm vệ sinh lau chùi sạch sẽ, và đồng thời đặc biệt là được xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực, nhà trường đã tập trung cho công tác chuẩn bị từ nhiều ngày trước như vệ sinh phòng học, sân trường, công tác khai báo, nắm chắc số học sinh tiêm ngừa, học sinh từ nơi khác về. Đồng thời đã có phương án cụ thể, linh hoạt, đảm bảo an toàn. Tổng vệ sinh khuôn viên, khu vui chơi, lớp học để đảm bảo an toàn cho học sinh khi học sinh đến trường. Sau đó thì thống kê lại tổng số học sinh, giáo viên đã được tiêm ngừa để phân luồng cho các phương án xây dựng học trực tiếp. Qua ghi nhận, học sinh của trường đến học trực tiếp ở buổi học đầu tiên với tỷ lệ khá cao. Các em rất phấn khởi và tự tin ngay từ bài học đầu tiên. Em rất vui mừng vì sau kỳ nghỉ Tết vui và cũng rất là dài, tụi em đã được trở lại trường học tập. Ngôi trường là một niềm mơ ước và hãnh diện của em cũng như các bạn học sinh khác. Em sẽ cùng với các bạn hứa sẽ phấn đấu thật tốt. Sau một kỳ nghỉ Tết dài thì em đã được đến trường học. Em rất vui mừng, và tại vì em cảm thấy khi học ở trực tiếp ở trường thì nó sẽ dễ tiếp thu bài hơn, dễ hiểu hơn khi em học online. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh, học sinh ở các khối từ lớp 7 đến lớp 12 đều đến trường học trực tiếp. Cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, từng đơn vị trường học có kế hoạch cụ thể để ôn tập cho học sinh. Chỉ đạo cho các trường đều đã có kịch bản trước đây rồi, thì nay cũng sẽ là nhắc lại để các trường xem có những kịch bản đó, xem nó có còn phù hợp không. Nếu như chưa còn phù hợp cái điểm nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái việc đó nhỏ để chúng ta trở thành một cái kịch bản nó phù hợp với cái tình hình mới bây giờ, để khi các em học sinh đến trường là chúng ta có những cái kịch bản là phải dạy phụ đạo, dạy bù cho các em nó tiếp thu chưa đạt. Qua thống kê sơ bộ, tỷ lệ học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đến trường học trực tiếp đạt khoảng 95%. Riêng đối với học sinh khối lớp 9 và lớp 12, tỷ lệ này còn cao hơn. Đây là tín hiệu vui cho ngành giáo dục tỉnh nhà và cũng sẽ hứa hẹn một mùa thi tốt nghiệp đạt kết quả như mong đợi.